Bỏ 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 bỏ. Ủa, nói mới đi mà phụ huynh cho thấy ra rồi bà. Tóc ok đó không? Hà, cái học lực chi? Trung bình. Ừ rồi, học lực trung bình mà ok tóc chứ bà. Trời đất ơi, nhưng mà là hạng chỉ mới xuất sắc. Bỏ trường là có một mình hắn á. Bởi là cô vô kêu tôi ra nó riêng luôn không? Kinh vậy? Ừ, kêu tí mình là trong lớp hả? Hắn đã ngầu đuổi rùi không ba rồi. Bọn ba rồi phát biểu vô chi. Hắn cũng ngầu ghi đi nè. Cô vô mới cho hắn là cái hạng chỉ xuất sắc. Không thấy xuất sắc à? Là giúp đường luôn. Giúp đường luôn, có trường mình nó xuất sắc là biết là nó đủ đỉnh của câu mình là đang rồi đó. Bù cho cái học lực trung bình, nhưng mà dễ gì có cái hạnh kiểm xuất sắc mà. Thôi, học lực trung bình kẽn chứ hạnh kiểm có chữ xuất sắc là được rồi, tôi thấy xuất sắc là được rồi đó. Thiệt cái tiếp nhỏ mình khó khăn. Chứ đúng cái hạnh kiểm xuất sắc này phải để con bò cho con lòn em. Có ông do tôi đã luôn con do chứ con bò mà kỹ vô. Mà thêm, ông dẫn đi xem phim đi công viên chơi để ăn mừng cái hạnh kiểm xuất sắc đi. Để đó rồi tôi phải với bọn sốt là câu mình có hạnh kiểm xuất sắc luôn. Ok, chị để tôi dẫn đi vô đồ xem phim. Nào nào, để tôi đi qua bé bò tôi đi thăm bố. Đây rồi. Đây rồi. Hạnh kiểm xuất sắc luôn bé bò. Xem phim rồi bó. Hạnh kiểm xuất sắc luôn. Ông nẹt đồ đi cũng được. Bằng ghen cũng được. Nhỏ rồi đấy, rất cũng. Ủa, chứ đang hay cho con đi xem phim mà đang về liền rồi đó. Chồng cho phim bản gì chó ngí bộ. Chứ đang chó. Hơi cho con mua hơi cái giá hay tràm hơi chục ngòn. Bò chục ngòn tiền bắp bung với là nước gì đó là hết 150 gì. Bò mãn vô xem được 15 phút chứ mấy. Đang nào rồi đó. Châu cho chú lựa có phim chơi nhất. Hơi cho con đang xem 15 phút hắn hiện nó màn hình túi thui hắn kìa. Bo Nam Sa. Cái tủ cho thì cái tủ phim nó ráng lừa đổ kênh đó bay. Họ đi xem phim mà đang biểu họ chờ Bo Nam Sa đang được. Họ đi xem phim mà đang biểu họ chờ Bo Nam Sa đang được. Ở hơi cho con thấy ghét quá chút cho gì cho anh. Cứ ngầu đó trời cho cháy nha. Nam đi. Phim ảnh được lại chiếu. Mà sao đừng có đi xem phim nữa. Vô cái gì vậy? Con vô mày. Vô cái gì vậy em? Má mua đó. Phim tiền.